Thưa quý vị, trên địa bàn tỉnh hiện vẫn còn hàng trăm hộ nghèo không có nhà ở hoặc sống trong những căn nhà tạm bợ, nhà thuê. Thu nhập thấp, bấp bênh nên để xây được căn nhà với nhiều người là điều vô cùng khó khăn. Do đó, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã và đang nỗ lực huy động nhiều nguồn lực để giúp cho các trường hợp này hiện thực hóa giấc mơ an cư lạc nghiệp. Căn nhà của bà Cao Thị Oanh ở thị trấn Phước Hải, huyện Đất Đỏ được xây dựng cách đây hàng chục năm nên đã xuống cấp trầm trọng. Hai vợ chồng tuổi đã cao, nhưng vì hoàn cảnh khó khăn nên vẫn phải lao động mưu sinh để đảm bảo cuộc sống, lẫn lo cho đứa cháu ngoại đang tuổi ăn học. Thế nên việc xây dựng hay đơn giản là sửa chữa nhà với gia đình ông bà là không thể. Tuy nhiên, điều không thể này sắp có thể khi Mặt trận Tổ quốc tỉnh vừa tiến hành khảo sát và quyết định hỗ trợ 80 triệu đồng để gia đình bà Oanh xây dựng lại nhà. Mơ ước có cái ngôi nhà ấm cúng để che nắng che mưa. Bây giờ nó cũng mưa dột quá, không có chỗ ngủ, tôi phải ra ngoài ba ngủ. Nhờ chính quyền địa phương, các mạnh thường quân đều giúp đỡ cho tôi có cái chỗ để ấm cúng. Căn nhà của ông Hồ Văn Luyến ở xã Phước Hưng, huyện Long Điền xây dựng từ các vật liệu chắp giá nên không đảm bảo an toàn khi mùa mưa đến. Để giúp gia đình anh ổn định cuộc sống, Mặt trận Tổ quốc tỉnh vừa quyết định hỗ trợ gia đình anh 80 triệu đồng để xây nhà mới trong năm nay. Hiện vợ chồng anh Luyến đang nỗ lực để có thêm kinh phí đóng góp vào việc xây nhà khang trang, vững chãi hơn. Rất mong được chính quyền nhà nước giúp đỡ hỗ trợ cho gia đình nhanh chóng làm được cái nhà cho sạch sẽ cho các cháu nó ở. Tại mùa mưa mùa gió này thì mưa nó cũng dột, đó thì chị cũng thấy là nó dột rất là nhiều. Đó nên các cháu là cũng đôi khi mà tối đang ngủ mà mưa to quá thì cũng phải bế nhau chạy qua nhà ông bà nội để ở kế. Dự kiến trong giai đoạn 2023-2025, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu sẽ xây dựng hơn 120 căn nhà đại đoàn kết cho các hộ nghèo với tổng kinh phí 9,7 tỷ đồng. Để triển khai kế hoạch này, cuối tháng 6 vừa qua, Mặt trận Tổ quốc tỉnh phối hợp với các địa phương thành lập đoàn trực tiếp khảo sát, thẩm định hiện trạng nhà ở và điều kiện kinh tế của các hộ nghèo, hộ có nhu cầu hỗ trợ nhà ở trên địa bàn tỉnh để có biện pháp hỗ trợ phù hợp. Sau khảo sát, Mặt trận Tổ quốc quyết định hỗ trợ xây mới 60 căn nhà đại đoàn kết với mức hỗ trợ là 80 triệu đồng một căn và sửa chữa 30 căn nhà mức hỗ trợ 30 triệu đồng một căn. Việc xây dựng sẽ được triển khai từ tháng 7 năm 2023. Quá trình xây dựng, sửa chữa nhà sẽ được giám sát chặt chẽ để đảm bảo mỗi căn nhà đều đạt chất lượng sử dụng lâu dài. Bên cạnh hỗ trợ về nhà ở, các cấp các ngành trong tỉnh sẽ tiếp tục triển khai nhiều chương trình hỗ trợ về kinh tế để giúp hộ nghèo thoát nghèo bền vững.